Hoàng thượng, Lệnh phi có thể hận người, Tiên hoàng hậu có thể oán người, chỉ có thần thiếp là không. Nhưng một lần sai, sinh ra Vĩnh Liệt, Vĩnh Tông, nhưng không có khả năng bảo vệ. Người đời chỉ biết hoàng thượng đối với Tiên hoàng hậu chân tình sâu nặng, nhưng không ai biết Tiên hoàng hậu do đâu mà dâng. Nàng im đi. Ai thực giác là quân địch thì rất hận người. Rất hận người.